nên mọi người đi ăn sáng hết rồi, cho nên chịu thua trở lại kịp. Nay mình qua bình cái phép thuật tính thứ ba. Cái tay lì mới nhắc bà đã lên, bà thật là linh nghiệm. Đủ hết rồi ha, hơi mập ha. Rồi này qua cái thứ ba và cùng cái thuộc tính thứ ba là cái khá quên đánh nè. Hôm trước đây cái thứ ba của mình là cái thuốc thọ về quên đánh nè, chúng ta sẽ cá đó thì nó chưa phải là thuộc tính. Chúng ta nhớ nha, thuộc tính của nó là 5 cái thọ. Những cái thọ này thì khi mà nói rồi thọ xong thì chưa à, nếu mà đi vô thực tánh thì phải là nó đi vô trong bên trong đó, nó khổ thọ tính là khổ. Thứ nhất là chánh tạng, và Tú tìm đi nghe, tìm chánh tạng đi nghe. Cũng sẽ có ba cái này cho một cái tính hết.
Phổ thọ trong giới là sao? Chắc đây vô trang 106 chưa muốn hiểu luôn được câu này. Người đi mò dùm. Phổ thọ trong giới là sao? Đức Phật ngài giảng dạy về phổ thọ trong phần thiện và bất thiện trong 106 bộ pháp tụ vô trụ pháp. Còn 106 thì thôi tôi bó tay, không biết số mấy, cái gì tìm hiểu nha. Phổ thọ trong giới ra sao thì lấy cái bản nha, tìm ra mới được, để tích được. Rồi mọi người cùng tìm. Thế nào là khổ trong khi ấy? Họ cũng chưa có của Bali, ngày cái mềm Bali ra luôn. Nó cứ dồn chính tặng ra luôn cho phần họ. Thế mà họ trong khi ấy số 326 cấu trúc mình chăm sóc nó có thọ. Thế nào là khổ trong khi ấy? Đi tìm, đi tìm à, tú tìm mà có rồi và tú quăng lên ha. Nhưng là khổ này nó nằm trong bất thiện thôi mà.
tôi nghĩ là mấy cái này nó trong tâm sân. Trong chữ ấy là trong tâm bất thiện thứ 9 á, trong tâm bất thiện thứ 9 trong bất thiện thứ 5 317 cũng có những bậc cũ. Trong đó thấy cái lúc nào cũng có chút chút cái chân. Tại vì ở trong đây nó không có gì cụ thể cho nên nó khó mình phải tìm lại như vậy đó. 317 này đó là trong là tâm bất thiện thứ 5. Mình phải đi tra lại chính tại như thế mình mới có được một cái sự chính xác. Trong 277 cũng có nữa nè, thì nó nằm trong tâm thức thiện thứ nhất. Thế nào là mỗi tâm bất thiện đều có cái thọ chứ. Đó là tâm bất thiện thứ nhất nha. Thank you.
mấy phần vô ký quả bất thiện, vô ký quả bất thiện cũng có luôn. Chú quả bất thiện, vì chú quả bất thiện cũng có khổ trong khi đó. Đó thì mọi người làm báo cáo, mọi người hiểu không? Đó tức là mọi người sẽ tầm ra ở trong chánh tạng thì nó ghi cái gì là phải mồ môi móc cho chị được hết thì như vậy đó. Không nghe thôi chứ đâu biết kiếm trên chính tạng này đâu, ba 40 cũng có nữa nào. Mà thì lấy cũng có bao nhiêu phí đó. Ừ. Rồi giờ này bây giờ thì con sẽ từng cái cho ví dụ, tức là ngày định nghĩa nội hàm mô giống như hôm mà chúng ta học về vật lý rồi chúng ta nói rồi đó, định nghĩa nội hàm không ạ. À, bây giờ trong bản chất ở trong cái phần dịch của sách này, trước tôi đánh vào cái phần dịch của sách này, tôi nói những cái phần này chúng ta cướp trước. Thật tâm bất thiện thì chính này nha, thì người ta nói nè, thế nào là khổ trong khi ấy, trong khi ấy pháp có sự không chẳng khoái thuộc về tâm, không chẳng khoái thuộc về tâm mà còn khó chịu thuộc về tâm, không chẳng khoái rồi khó chịu thuộc về tâm, là trạng thái cảm thọ không chẳng khoái, trạng thái cảm thọ không chẳng khoái, khó chịu sanh từ tâm xúc, trừ cảm giác không chẳng khoái. Nếu mà mình làm lại Bali á, khó chịu sanh từ tâm xúc, đây là khổ trong khi ấy. Cái trùng này tôi không biết là trùng này trùng cái gì đây, đó là khổ. Rồi mình nói là nó cái khổ này là cái trạng thái mà nó nằm trong năm thọ khổ rồi hỷ ư là cả. Cái mình ở đây chưa có nói tới u, mình để ra đường u mình để sao trên u quyền này thì chưa nói tới nè, thì dán đây thôi. Rồi quý vị thấy không, cái được đó định nghĩa hết, thế nào là sân, là thế nào là sân ác, rõ có hết. Nếu như vậy đó thì quý vị mới thấy là chuyện Phật học nó chuyện tới cỡ nào trong một cái niệm được định nghĩa rất chặt chẽ, đi vào trong bản chất nội hàm chứ không phải định nghĩa thông qua chữ và loại. Rồi tiếp là cái câu 327. Thì nó về bốn quẩn, nó về hành thôi, hành quẩn được cái định nghĩa thôi. Thì tôi bỏ cái 327 cho đi, nó không có dính cái này nhiều. Này nữa mà học vô trong chánh tạng nó mới xuống này. Tới với tâm bất thiện thứ năm, trong tâm bất thiện thứ năm á, thì lúc này sẽ có cái phần xã. Mình chưa tới xã, cho nên ngày này mình hỏi cái xã nói. Tới 473 là xúc tâm quả của bất thiện, tâm vô ký quả bất thiện. Trong khi ấy pháp nào ha? Đây, thọ. Định nghĩa về thọ. Rồi, định nghĩa về khổ. Khổ quyền. Rồi, khổ nè. Trong khi ấy có sự bất an diệt thân. Sự bất an diệt thân. Hồi nãy trên này nha, là không sản khoái thuộc về tâm nha. Tại vì nó nằm ở tâm bất thiện. Để ý nha, để ý nha, để ý nha. Một cái là nó thuộc về tâm nha. Đang nói về tâm bất thiện, cho nên cái khổ của nó là không sản khoái thuộc về tâm. Dưới này
đang nói về quả, đang nói về vô ký quả bất thiện, tức là đang nói về tâm quả đó. Ghi vô ký quả bất thiện thì ghi giống cái đề mục nó là tâm quả đó. Nên chị đi giao lưu nè, nó là tâm quả rồi. Trong khi ấy có sự bất an thuộc về thân, sự đau đớn thuộc về thân, trạng thái cảm thọ bất an đau đớn sinh từ thân xúc, sự cảm giác bất an đau đớn sinh từ thân xúc, đây là khổ. Trong khi ấy khổ quyền, trong khi ấy có sự bất an thuộc về thân, có sự đau đớn thuộc về thân, trạng thái cảm thọ bất an đau đớn sinh từ thân xúc, sự cảm giác bất an đau đớn sinh từ thân xúc, đây là khổ quyền. Trong khi ấy, vậy thì mình thấy là khổ và khổ quyền lại giống hệt với nhau. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là cái pháp vị trí này, cái pháp vị trí này, cái câu này chỉ định nghĩa thêm cho cái pháp vị trí thôi. Nên cần à, vậy thì khổ chúng ta phải có hai cái sự như vậy. Ở trong đây á, thì ở đây là trong sách nè, cái này phần này phần trích dẫn đúng rồi, để tôi trích dẫn thì táp vô chút sau trong một xíu, tôi căng nó lại, tôi sẽ chỉ nó xuống giống như trên bản trình bày cho các dẫn nghiên cứu khoa học vậy đó. Rồi đang mà tôi đánh tiếp cái phần của sách cho quý vị rõ ràng hơn. Rồi. Rồi cái này một cái sách nè. Khổ thọ trong khi ấy ra sao? Sự không thích hợp với thân, sự không thích hợp với thân, sự khổ sanh từ xúc, khổ sanh từ xúc, sự khổ sanh từ xúc, hòa trộn với thân xúc, hòa trộn với thân xúc, sự hưởng cảnh không ưa thích, sự hưởng cảnh không ưa thích, sự hưởng cảnh không thích, không có chịu ưa, sự hưởng cảnh không thích hợp, chính là không thích hợp thành khổ, sanh từ nơi thân xúc, sanh từ nơi thân xúc, thái độ hứng chịu cảnh không thích hợp, tôi cứ đi tìm thêm xem có câu nào tổng quát hay không ha. Không thích hợp, thành khổ sanh từ nơi thân xúc, thành khổ sanh từ nơi thân xúc, khi nào như thế đây gọi là khổ trong sự ấy. Cái sách này cho chúng ta như vậy, cái sách này nó dẫn nguồn nó là thế này, nhưng mà nó dẫn nguồn bây giờ là hỏi ai cha được luôn. Tại vì mình có cái cuốn sách của ông dẫn nguồn này cho nên mình tham được. Các tụ trong tầng lửa xá
chỉnh sự. Khi coi thử chưa có cái lượng đó, mình biết xảy dụng nó không. Mình cứ ghi từ từ ha. Trong cái tuần này trong cái phần chuyển minh nó có nghĩa là tú ơi, đi phần chuyển minh lấy ra nữa là tú chuyển minh nhiều lắm. Cái phần thoát yếu á, Trong quá trình nhé, trong quá trình đi tìm tôi lại thấy một cái pháp rất là tuyệt vời. Ở đây thế nào là sự khó dạy, tuyệt là đặc biệt, dán như đây luôn, nó giống như đi bảo đi tìm ở bảo tàng nữa. Khi nào là bạn ác thì mày dễ dễ, là bạn lành
tìm được cái câu á mà giống như ở trong cái sách ghi thì mình cũng không biết là cái câu đó nó nằm ở cái câu mấy trong chúng ta. Thì chừng nào ai tìm gặp được cái câu đó đó thì cho chị hay cái đó nha. Vậy thì ở đây khi nói sự khổ thọ ở trong chúng ta nói như vậy thì khổ được nói ở đây có hai phương diện. Ở chỗ này phân tích một chút như vậy. Khổ được đề cập ở hai phương diện. Phương diện tạo nghiệp và phương diện trả nghiệp. Trả nghiệp chính xác. Khổ từ tâm, khổ từ tâm. Trường hợp thứ hai, khổ từ thân. Một sự khổ từ tâm nè, chúng ta sẽ thấy chúng ta sử dụng lại chi pháp ở trên này, chúng ta dán xuống khổ từ tâm. Cái nào khổ trong chi ấy chúng ta dán cái chi này xuống. Không sản khoái thực tâm, khó chịu thực tâm, cho thấy cảm thọ không sản khoái, khó chịu sinh từ tâm xúc, sự cảm giác không sản khoái, khó chịu sinh từ tâm xúc. Tôi thấy chị không có tính hai lần ta. Nhưng mà là khổ trong khi ấy bị trùng rồi, mình sẽ kiếm câu Bali thôi. Câu 326 trong Bali. Nhưng mà chuẩn bị mọi người sẽ được dịch Bali. Tiền cái ly ở trong cái tài liệu này thì dễ lên ví dụ đi tìm kiếm cái câu 326 á để tìm thấy cái thọ trong Bali.
có đất anh đang chị được rồi, nên nó lâu quá. Lúc này cho nên nó không có gì. Cứ gặp cái câu 416 tức là đang có phần bất thiện này, đây có cái định nghĩa 558 và 559, khổ trong khi đó là sao, là cha giá nè, cha di căn nè, cha di căn là khổ hay thân nè, cha pi cha mai di cha di căn asatang đó. Còn ở trên này khổ về tâm 415 416 đấy, chức chánh tạng mà chánh tạng Bali thì chức như vậy. Này thì kế bên cái phần 19 của nó là
cho làm ní. Qua đá xá Akusala lý là 12 cái bất thiện đó thầy. À, nó nằm trong tâm 12 bất thiện đó thầy. Ồ, tại vì qua đá xá là 12, Akusala là bất thiện. Có phải tâm 5 bất thiện không ta? Chắc nói, tâm 12, tại vì trong tâm chỉ có 12 bất thiện hay đâu có thằng số 12 nào khác nữa đâu. Đúng rồi. Rồi, như vậy là nó hợp với thằng ở trên này nè. Tức là trong tâm bất thiện thứ 9 trong 12 bất thiện đó. Thì hàng ngày cũng như vậy, thì chúng ta mau lên được cái Bali của nó luôn. Ngày nay là chúng ta đối chiếu. À, thì cái cách mà quý vị làm bổ cáo đó, nếu khi quý vị làm một cái vấn đề gì thì quý vị cũng làm tương tự như vậy. Rồi bây giờ hồi nãy trên này thấy dịch là nó có vấn đề chỗ là khó chịu sinh từ tâm xúc và khó chịu sinh từ tâm xúc hai lần đó. Thì bây giờ mình mới coi lại trên đây. Đầu tiên là để thọ trong khi đó ra sao, là cái câu thọ trong khi đó ra sao, là cái câu ở trên thọ trong khi ấy ra sao. Thì bắt đầu xuống dưới một cái là cái khổ liền, khổ trong khi ấy ra sao. Thì mình coi dưới đây có phải như vậy không, thì đúng thật tình nó như vậy nè. Khổ trong khi ấy ra sao nè, đức thăng hồ tí nè, ra tâm ăn tâm đi xem bây giờ đức thăng hồ tí, khổ trong khi đó ra sao. Thì cái câu này là cái câu phải đi dịch lại nè. Hiểu không? Xong rồi tới dưới là ưu quyền, doma, doma nát, sinh duy văn hữu trí khổ ưu quyền ở trên này. Đúng quả thần quả tình là ưu quyền, sau đó được chuyển bài liền, như vậy đúng nó rồi đó. Rồi bây giờ thằng âm bên dịch giật này nè, rồi bây giờ thì bả xuống dưới này cái đi. Rồi Chitasika Asatang. Rồi bây giờ mỗi người mặc từ điển lên để đi dịch từng chữ chữ này coi. Thọ khổ Chịp thù Bách xá Tâm bách xá tiêu xúc nè, chưa tá là tí, hay là tá, trên này chưa tô, hay là tá đứt hàng, này chưa tô đức ca hay là di tăng là vô ma chưa ta tăng buồn, không bằng lòng, đau đớn của não,
Asepa. Thầy ơi, cái Ừ. chữ vô tuyến rồi chấm 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 te rồi chấm cái nó ghi vậy luôn á thầy. Ừ, là như trên đó con, là trùng lại á. À, ok. Xanh thì xanh trúc, chịp tàu cái chỗ mà nó ghi mà bộ pháp tụ trang 106 của mà Tịnh Sử á là nó ứng với câu 473 473 hả? cái bảy cách 473 của ngài Tịnh Sử dịch á, 473 nãy tôi có chích cái đó chưa ta? nhưng nó nằm ở trang Có rồi, có trang rồi. 97. Có rồi, có rồi. Thế nào là xuất trong khi ấy 473 của cái vô ký và bất thiện. Ở trong này á thì nó tự tư tốt rồi, Ừ, có xếp cho tôi một xíu, nó có phụ nguyện 473 nè. Thế nào là thọ trong ấy vậy? Sợ khổ rồi xong rồi tới khổ quyền nữa đúng không? Và sự bất an thuộc về thân, sự đau đớn thuộc về thân chẳng đúng hạn. rồi. À, thấy bà tìm Bali của cái ở cái thằng đó Bali có rồi chứ. À, là chuẩn bị dịch cái Bali đó nữa đó, là thuộc về thân đó, ở trên là đang dịch là thuộc về tâm. Để mà để mà mình thấy là hai cái sự tức giận á, nếu mà nói mà khổ, mà khổ là chỉ có khổ thân thôi thì nó không đúng á. Khổ siêu thế là khổ là thân tâm luôn,
chưa nói về cái khổ. Thank you.
chú Lý Thiền Sampasa là trú ngụ ở cái Bát Xá, thuộc về sự trú ngụ nơi Bát Xá, thuộc về sự trú ngụ nơi dịch lại tiếng Việt nó ra tới 6 chi. Rồi kiểm tra lại nơi Bali thì nó chỉ có 4 chi. Một, hai, ba,
4, 5, 6 chia, nếu tách theo kiểu tôm màu đen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chia là nó tách theo kiểu màu đen. Nhưng mà nếu mà tách theo cái kiểu màu đen á, thì nó rất là kỳ. Nó sẽ bị trùng lại, một cái được chia và một cái không chia mà thôi nè. Gạch đích là chứ nhiều ăn thêm ăn làm gì cái đó, cái thứ đó bút thăng. Như có xài được cái gì trong mấy cái thứ Bali mi gớ vô không? Thôi bà hả cho bà gớt ra luôn. Tức là mình đi vô mình xem lại về cái chuyện mà nó chia đó, nó chia ăn và nó chia a gạch đầu á, là ngoài cái chuyện là giống như hồi nãy tôi nói chia a gạch đầu là chia là xíu nhiều, thì còn cái ăn á chia là cái đó, cái thứ đó đó, thì không biết là nó còn chia theo một cái loại hình nào nữa không để mà nó ra một cái nghĩa mới á. Khi mà nó chia ăn đó, nó chia thêm m chấm đích ăn đó, thì nó đang giữa gì nữa ngoài cái nghĩa là cái đó đang nhắm tới. Rồi cái a gạch đầu nó ngoài cái nhiều thì nó còn cái gì khác nữa không? Thì khi mà mình có thêm được cái sự hiểu biết trên văn phạm đó thì mình dễ để mình hiểu cái này hơn. Chứ hai cái trạng thái này là hai cái mà nó giống hệt nhau và nó chia, nó chỉ khác thì cái kia thôi. Cái ăn với lại cái a gạch đầu á, mình cũng có nói đơn giản trong hai dạng được đâu, tại vì nó nằm ở nhiều loại lắm. Chẳng hạn như cái loại nó về đối cách nè, thì cái đối cách á, người ta thường dịch á là làm túc từ trực tiếp cho động từ, dịch ra tiếng Việt nó tới mấy chữ lận đó, là đến, là khiến, là suốt, là cùng với, là ngay, là bằng. Rồi nó xuất hiện tiếp ở cách thứ tư nữa là chỉ định cách, tức là để chỏ, để chỉ. Rồi nó xuất hiện tiếp ở cách thứ bảy nữa là định sở, tức là nó chỉ định cái sự sở hữu nữa. Còn cái chữ a gạch đầu thì ôi thôi, nó xuất hiện tùm lum cách luôn. Đó. Cho nên á, những cái cách chia là thứ nhất, và thứ hai á là khi mình dịch á là mình phải có cái khả năng để mình chọn cái nào trong số đó. Đúng rồi, để mà cho cái câu nó hợp nghĩa nhất vào cái thời điểm mình hiểu đó. Tại vì lúc học á, là dịch bài á, là mấy thầy trò là có một chữ đó, mà đón coi là dùng cái cách nào trong 8 cái cách, và dùng cái chữ Việt nào trong cái cách mình đã chọn đó dịch á, là muốn hết tiết luôn rồi. À, nó là vậy á. Cho nên mình mới thấy là mình căn cứ vào trong cái bản dịch ở trên là mình chết ngắt tiền, và thấy nó bị sai liền. Thì bây giờ nó có hai cái cách. Cái cách thứ nhất là cách tách thành 4 chi, cách thứ hai là cách thành 6 chi. Nếu như cách tách thành 6 chi giống như cái của cái bản dịch của ngài cộng sự không bản dịch của ban tu chỉnh ở trên đó, thì nếu mà tách thành 6 chi như vậy á, thì nó lại bị mâu thuẫn ở chỗ là hai cái chi nó giống nhau. Đó là khó chịu sanh từ tâm xuất, và cái chi dưới cũng là khó chịu sanh từ tâm xuất luôn. Thì như vậy nó mâu thuẫn, không có bao giờ chi pháp mà Đức Phật lại cho hai chi cùng giống hệt nhau mà lại tồn tại trong một cái hết. Cho nên khi mình dịch Việt về chỗ đó là sai bét rồi. Rồi á, nếu như mà mình căn cứ về Bali mình tách thành 6 chi á, thì nó sẽ có cái là Đức Thăng Quê Đa Di Tăng với cái Đức Tha Quê Đa Na. Hai cái này nó là khác nhau nè, nhưng mà khác nhau như thế nào và phải dịch nó loài ra sự khác nhau đó nè.
đó là nếu như tách thành 6 chi. Còn cái cách thứ hai là tách thành 4 chi, bởi vì Bali nó không có dấu phẩy. Trời ơi, nó không có dấu phẩy cho nên là mình không có tách được dễ dàng. Cho nên nếu tách thành 4 chi thì nó là Chetasikan Esatan một cái, Chetasikan Đức Thăng, cái này là giống như người trên người ta nè, không có sự tranh cãi nè. Nhưng mà cụm đằng sau này nè, tách nè, nếu tách thành là Cheto Sambasayan Asatan Đức Thăng Quy Đa Di Tăng là một cụm luôn. Hoặc là cái cụm kế tiếp là Cheto Sambasaya Asata Đức Tha Quy Đa Na là một cụm luôn, thì nó thành 4 chi chứ nó không phải thành 6 chi. Đấy, nó chết chỗ đó. Alo, hiểu không vậy? Quý vị ở trong trong nhóm hiểu không vậy? Thêm một cái nữa là những cái đuôi từ mà người ta đã chuyển đổi theo các cái cách đó, ví dụ như là nó chỉ sở hữu một cái từ nào đó hay là nó chỉ định một cái từ nào đó, thì mình phải xác định coi là nó bổ nghĩa và nó chỉ cho cái từ nào trong số hàng loạt cái từ ở phía trước đó nữa. Hiểu không? Mình mà gắn vô sai thì mình sẽ hiểu sai. Nhưng mà không có ai biết cái nào là đúng. Cái vấn đề là không có ai biết cái nào là đúng. Đấy, cho nên nó mới khùng, nó mới rất là dễ bị khùng, nó không có dễ dàng chút nào hết. Cho nên là những cái bản dịch mà mình đang có trong tay nó cũng chỉ là sự tham khảo mà thôi. Đây là mới nói về cái khổ, mà cái khổ liên quan tới tâm thôi, cái khổ thân nè, để tôi dột cái khổ thân xuống đây nè. Khổ thân này lại nữa nè, cái khổ thân. Chia chi pháp nữa, một cái thân có sự bất an thuộc về thân, sự đau đớn thuộc về thân, cảm thấy cảm thọ bất an đau đớn sanh từ thân xúc, cảm giác bất an đau đớn sanh từ thân xúc, cái trạng thái, cái cảm giác ha, bốn chi. Rồi hồi giờ coi Bali là cái câu này nè, muốn hiểu chưa? Đức Thăng Hồ Tí, đây Đức Thăng Hồ Tí, Bali, Bali của nó thì lúc này là nó chia Kajikan Asatan một chi, Kajikan Đức Thăng một chi. Rồi như vậy ở trên Việt ngữ nó là bốn chi, vậy chi là cái chỗ này nó sẽ là bốn chi này. Đó quý vị thấy chết chưa, hồi nãy ở trên thằng tâm thì nó tách ra, mà thằng thân thì nó để nguyên cụm. Ôi chúa má ơi, rồi tôi biết đường mô. Ở đây lại là tách ra theo cái quan niệm thứ hai là bốn chi chứ không phải là sáu chi. Hồi nãy ở trên á, thì dùng quan niệm của sáu chi, của sáu chi chứ không phải bốn chi, xuống với cái thằng khổ thân lại tách thành hơi bốn chi. Vậy thì nó sáu chi hay bốn chi, muốn xỉu chưa? Đây thằng này tách riêng, thằng này tách riêng là nó ra khác nữa nè, nó ra sáu chi nè, giống như ở trên tâm. Đây này thân người ta dịch về bốn chi thôi, bốn chi cái thấy nó rõ nghĩa hơn. Cảm giác ở đây là trạng thái cảm thọ bất an đau đớn sanh từ thân xúc, đúng rồi, tại vì nó có bất an và nó có đau đớn luôn. Asatan nhập Đức Thăng luôn, là Đức Thăng là đau đớn đau khổ nè, Asatan là sự bất an nè.
Rồi như vậy thì nó có luôn này. Vậy thì trạng thái cảm thọ là quê đá di tăng. Mình có thể hiểu là cái này trở đến cái trạng thái nè, cái trạng thái của cảm thọ bất an. Nên từ thân xuất là khai giá sambat sa văn. Hợp lý, cách dịch này hợp lý hơn và nó rõ nghĩa hơn nhiều. Ở dưới này là sự bất an, sự cảm giác bất an, sự cảm giác bất an là vedana đây nè, vedana dukkha nè, đau đớn, vedana dukkha asatta này nè, là cảm giác bất an đau đớn sanh từ thân xúc là khai giá sambat giá này nè. Thì nếu như mà dịch theo cái bốn cái kiểu ở dưới này á thì thấy có vẻ nó rõ hơn xíu so với ở trên. Giờ tôi cướp để tôi dán lên. Nếu như mà quý vị không có đi vào trong Bali á để mà quý vị suy tư á là rồi, là quý vị mù luôn. Học tiếng Việt là muốn điên rồi. Bây giờ là tới tiếng Bali. Đấy, cũng cùng một người dịch, cùng một ban dịch đó mà nó vậy đó, không có sự đồng bộ như trước là sao, trong cùng một cái cấu trúc như nhau luôn chứ mới chết kìa. Này chắc phải tìm lại cái bản của nhà tịnh sự dịch đó, việc kiếm cái bản của nhà tịnh sự ở cảo bản là nơi của cái cao địa tôi đang giữ. Cảo bản không có bản quật, không có bản, ôi không thích hợp rồi. Cái đây là cái mà tôi sẽ đối chiếu với cái bản của người tịnh sự khi nói về cái khổ nơi thân này nha. Cái khổ nơi thân người tịnh sự này nói như thế này, tôi lấy cái tịnh sự. Chia chi phát như thế này, khổ trong khi đó là sao, sự không thích hợp với thân, sự không thích hợp với thân. Nghe dịch cái từ asatang là không thích hợp thì bất an, không thích hợp thì nó cũng vậy. Rồi chi thứ hai cái là sự khổ thân sanh từ, sự khổ thân sanh từ xúc hòa trộn nơi thân xúc, sự khổ thân, sự khổ thân nó thì nó cứ cốt nó bị sai mà nó đứt sai chứ. Sự khổ thân, sự khổ thân, sự khổ thân sanh từ xúc hòa trộn, từ xúc hòa trộn, sự khổ thân sanh từ xúc hòa trộn nơi thân xúc, nơi thân xúc. Cái chi kế tiếp, cái chi kế tiếp có một cái sự nữa, đó là thái độ hứng chịu cảnh không thích hợp. Ồ, ngày chỉ có bốn bốn sự hưởng cảnh không thích hợp, sự hưởng cảnh không hợp, sự hưởng cảnh không thích hợp, thành khổ sanh từ nơi thân xúc, từ nơi thân xúc,
Rồi. Ok. Rồi cái chiêu cuối cùng của ngày đó là thái độ hứng chịu cảnh không thích hợp. Thái độ hứng chịu cảnh không thích hợp. Thái độ hứng chịu cảnh không thích hợp. Thành khổ sanh từ nơi thân thức. Thành khổ sanh từ nơi thân thức. Đó. Đây là chi pháp của ngài tịnh sự mình tách ra như thế thì chúng ta nó lại thấy nó càng khác nữa, nó khác dữ nữa. Để thầy quay trở lại cái chỗ tâm hồi nãy đi tra mới được. Khổ trong khi đó là sao, sự không thích hợp với thân, sự khổ nữa. Ê bà kiếm chỗ tâm cho tôi đi bà Tú. Kiếm chỗ tâm rồi. Ừ. Lướt lướt tôi thấy cái phần đó xong xuống tới cái phần chứng minh thì nó ghi gì cái đồng xanh gì đó tương ưng tức là cái chỗ đó, không có dính gì cái cầu tiếp cái cầu ở trên này nè, là cái cầu có cụ 326 này ạ, cô 32 326 bên tiếng Việt nè, không chẳng phái thuộc về tâm á, 326 đúng không? Ừ, bài sáu tôi kiếm của ngày tình tịch nó cũng tương ứng đó, nãy câu ba bên đây cũng tương ứng ở bên kia nè, 326 hoặc là 46 326 46 326 trước đi, 46 rồi 326 sáu 326 là thọ khổ, trong khi đó là sở hữu tâm khổ, trong khi đó là sao luôn, khổ trong khi có ra sao, khi nào sở hữu tâm hưởng buồn khổ khi hỷ sanh từ ý xuất, hướng chịu buồn khổ khi hỷ sanh từ ý xuất, đúng không? Đúng rồi. Ôi dịch khác nữa quý vị ơi, rồi à, chết ngắt liền. Và mấy cái bản chánh tạng này chúng ta phải mần lại hết. Đúng rồi, bởi vì khổ thì nó sẽ có hai, khổ thân và khổ tâm. Ở cái chỗ đó bà có không? Bà cốt qua cho tôi đi, tôi phải đánh lại bà tôi. 26 đúng không? Ừ. Đây, có hết luôn mà 26. Ừ, có hết lại 6 thì vậy tôi chưa lấy nè. Tôi chỉ vì khổ mà lấy mấy vì khổ thân như sao. Ý là vì khổ thì mình sẽ phải gom hết vì khổ thân và khổ tâm. Nhưng mà ở đây đó, ông Tài không? Đức Tài đấy, ông lại chọn cái khổ là cái khổ thân, chứ không phải là cái khổ tâm. Tức là cái khổ quả, cái quy phật cá. À, cái quy phật cá chứ không phải cái thầm má, không phải là cái nơi sinh ra chuyện tư nghiệp. Thì đó lại là một cái vấn đề nữa đó, nếu như mà đi đi vào nghiên cứu học thuật mình phải trả lời cái câu hỏi đó nữa đó, cái là cái khổ này nó ám chỉ tới cái khổ nào trong hai cái khổ, và cái khổ thực tính, mình nói cái khổ thực tính thì là cái khổ sanh ra nghiệp hay là cái khổ trả cái nghiệp. Tôi thì tôi lại nghĩ là nó cả hai cái đó luôn, không không bỏ sót được. Và nếu như mà mình chỉ nói một cái khổ thôi, nó mới khổ, mà khổ trong trạng thái đó không bị thiếu. Mấy cái điều khác nhau trong cách hay tầng riêng nữa hả? Có thể cái quan niệm của ông Tài này nó khác. Tôi cũng không biết đó, là có phải là ông quan niệm khác hay không, hay là ông thích ông như vậy thôi, tôi cũng không biết. Đây là cái nếu như cái bên kia của người tịnh sự ha, mình coi lại xem coi người tịnh sự dịch có chia thành 6 chi như vậy không. Rồi bây giờ mình xét người tịnh sự vậy
thì chia chi ra nè, chia chi ra nè. Khi nào có sở hữu tâm hưởng buồn khổ, hưởng buồn khổ, sở hữu tâm hưởng buồn khổ, một cái này có thể một chi hoặc gom với cái này một chi luôn nè. Này ghi không có dấu phẩy. Giờ thì làm bộ đi cho mỗi này một chi đi, hồi có bị gì cách là sao. Rồi chi thứ hai, phối hợp với ý thức giới. Không thể phối hợp với ý thức giới không mà sẽ nào mình chi được, nó đâu dính dáng với cái khổ đó. Hứng chịu buồn khổ, ti hỷ sanh tử, hứng chịu buồn khổ. Có nghĩa là cái cửa này nó là một chi mà. Ti hỷ, vậy thì bốn chi nó sẽ phù hợp hơn. Ti hỷ, ti hỷ sanh tử ý xúc ở dưới này, ở trên này chỗ ti hỷ sanh tử ý xúc. Hai chi luôn á, thành hai chi luôn ha. Rồi tiếp tục cái trên dưới của người tượng tử cũng không đồng nhất luôn, trong cùng một cấu trúc câu như nhau cho một cái định nghĩa. Ô la la, rất ngắt. Đây là trong một trong đây còn cái định nghĩa. Nó dư một cái dấu phẩy rồi đó, bởi lực gấp trên mạng nó dư một cái dấu phẩy rồi. Trong sách cũng có, nó có một cái dấu phẩy ở giữa thôi. Đó là buồn khổ phi hỷ sanh tử xuất, hứng chịu buồn khổ phi hỷ sanh tử xuất, chủ tâm hưởng buồn khổ, hưởng buồn khổ và hứng chịu hưởng. Cái nhấn mạnh của ông là hưởng. Buồn khổ phi hỷ sanh tử ý xúc là phải cái nè. Chịu buồn khổ phi hỷ sanh tử ý xúc nè. Buồn khổ phi hỷ sanh tử ý xúc, buồn khổ phi sanh tử ý xúc. Ủa ý xúc rồi cái hướng chịu đâu có phối hợp ý xúc giới đâu. Ủa bật cớp này ở đâu vậy? Khi nào có sở hữu tâm, khi nào có sở hữu tâm, hưởng buồn khổ phi hỷ sanh tử xúc, hưởng buồn khổ phi hỷ sanh tử xúc phải hứng chịu buồn khổ phi hỷ sanh tử xúc, không có phối hợp gì. Hứng chịu buồn khổ phi hỷ sanh tử xúc, như thế là khổ có. Đúng rồi đó, cái câu nó là như vậy. Mình cất qua nó bị như vậy. Rồi vậy thì lúc này nó có hai chi thôi, Chúa Mẹ Thiên Thần Thánh Thổ Địa ơi. Một cái là sở hữu tâm hưởng, một cái là sở hữu tâm hứng chịu. Cái sở hữu tâm chỉ làm rõ nghĩa thiên thôi, là cái gì thôi, tức là đại diện cho mấy cái từ trước là Tasmin Samaje rồi đó, Tasmin á, cái thứ đó đó. Trong cái cậu bản, trong cậu bản đúng rồi đó, tôi cũng trong cậu bản. Nên của mình khác với cái ông trong sách này nè, ổng nãy trang 97 mà của ổng là trang 176 đó. Sao mà nghe không, của tôi là trang 86. Cái bản đây thì đó, nếu mà xét cái tài liệu của người tỉnh sử thì nó còn có hai chi của cái phần tâm thôi và bốn chi của cái phần thân, tức là hưởng buồn khổ phi hỷ sanh tử ý xúc, buồn khổ rồi phi hỷ luôn, gộp lại cả hai luôn. Wow, cái này là ngày dịch thư bản của tiếng Thái nè, Bali Thái nè. Còn cái này mình không biết Bali của nào.
vì nó là chết tăng ese tăng chia ta si căng đức thăng luôn. Rồi cái cụm này được lặp lại cho cái thằng phía sau, tức đó là mình sẽ xem cái cụm này, đây tới đây là một cụm nè, thêm chữ yên nguyên đó với này tỉnh sự nguyên cụm này là một cụm rồi. Ôi thêm cái chữ cho tao nghe đi chứ, chữ cho tao nghe đó là một cụm nè. Xong rồi cũng là chê ta si căng a sa tăng chê ta si căng đúc thăng, mà nó gấp với cái thứ hai là chê tố sam phát sa ya a sa ta đúc tha quê đa na. Quý vị hiểu không? Một cụm cũng cái cụm này giống cái này là thấy chị thấy nó lại qua đúng không? Ừ, nó lặp lại phép lặp á, giống như phép lặp trong tiếng Việt vậy đó. Ừ, thế là cái đó là cái cụm mà nó sẽ thay thế, nó giữ lại. Ví dụ như mình nói về một cái gì đó đi, giống như cũng có cái mà nó có một cái một cái từ phía trước vậy đó, rồi xong rồi cái từ phía sau thì cứ gắp cái đoạn phía trước. Đây có phải giống như là sao? Thì không có như là cái mình nói là được đi học với bị đi học không? Không được, không phải. Là mình hai cái thích đúng không? Ừ, có thể nói như vậy, nhưng mà vậy thì nó ít quá. Ví dụ như tôi ăn chuối, cơm, canh, khoai, thì chuối, cơm, canh, khoai phía sau á là nó là đúng ra phải ghi là tôi ăn chuối, ăn cơm, ăn canh, ăn khoai, nhưng mà mình sẽ nói là tôi ăn chuối, cơm, canh, khoai, bỏ mất đi rồi ăn đi, hiểu không? Thì cái chú là nó phải lặp lại cái từ là ăn đó thì nó mới có rõ nghĩa ra được, nhưng mà thường mình viết như vậy đó, mình nói cũng như vậy luôn cho nó nhanh, cho nó tiện, cho nó gọn, cho nó đúng, nó vẫn đúng bình thường. Cho nên là nếu mà dịch theo cái hướng đó đó thì ở đây là mình thấy là ngày tách thành hai ý thì nó vẫn có cái sự hợp lý của nó, theo bên cái ngôn ngữ học thì nó vẫn hợp lý. Nếu mà đây mà hai chi thì xuống dưới phải là hai chi, trong khi ban tu chỉnh dịch lại là nó ra sáu chi luôn. Trời ơi, muốn xỉu này, phải có ông sáng nhiên bè ông ra nổi. Viết biên thư, biên thư gửi tên cho ông thôi. Đi vô đó, đây là vô chánh tạng đó. Trời ơi, trễ luôn cái thằng siêu lý tiểu học rồi. Trời ơi, nãy giờ không nhát nên nãy giờ quên mất. Đúng theo cái này. Thôi tạm đâu, nghỉ. Ngoài đâu có để ý đâu. Rồi thôi thập nghỉ tạm nghỉ, 9:15 mình vô xử lý tiểu học nha, cho nghỉ 5 phút. Trời ơi. Đi tè đi. Rồi bye bye quý vị. Trời cái trận tiếng nè. Ừ. Trời ơi, muốn xỉu vậy đó.